Má. Má đang làm gì vậy? Má đang gọt mấy củ khoai tây nè. Hôm nay làm gì ăn khoai tây vậy má? Chiên khoai tây ăn hả? Không, má đang hầm súp cho con ăn nè. Hầm súp hả? Ừ. Dạ, hầm súp cũng ngon á. Đây con, má đưa đây con gọt cho. Ôi trời đây, ơi. Đây con gọt cho. Sao mà mới mua có hôm qua hôm kia gì đây chứ mà chưa kịp xài mà nay mầm nó nổi lên hết trơn thiệt, nó khổ ghê vậy đó. Ôm chết rồi, mọc mầm rồi. Mọc mầm này không ăn được đâu má ơi. Sao vậy? Ăn cái mọc mầm này á nó rất là độc. Không được đâu. Đâu có gì đâu, thì mình gọt cái mầm mình bỏ đi rồi mình ăn chứ còn bỏ tiếc lắm con. Bỏ cái này đi, rồi bữa sau mình mua cái khác mình ăn. Không mấy con chạy ra con mua cái khác nha. Chứ cái này mọc mầm rồi ăn rất là độc á. Thôi mà kỳ quá à. Thôi mà ăn làm nó chứ. Có hại với sức khỏe dữ lắm. Sức khỏe hại cái gì đâu, má thấy người ta ăn cũng bình thường. Mà má nói con nghe, cái mầm phải không? Dạt bỏ nó đi, cái rồi mình nấu rồi mình ăn đâu có ai biết cái gì đâu, mà mình cũng đâu có gì đâu mà lo. Không có được, ăn rêu rất là độc hại. Bây giờ chưa thấy cái gì thôi, nhưng mà mai mốt càng ngày á nó sẽ độc tố trong người, sẽ bị bệnh đó. Cha cái này hay à, hay ghê à. Bây giờ tôi mới nghe nè nha. Dạ, bây giờ nè, mai mốt á con chỉ má cái cách mà má bảo quản khoai tây không bị mọc mầm. Ý hay. Sao nói má nghe coi. Dạ, mai mốt á má mua về phải không? Mua khoai tây về. Ừ. Má phải mua kèm thêm hai trái táo nữa. Hai trái táo đỏ bự vậy đó phải không? Dạ, bự nhỏ gì cũng được chứ. Cái má bỏ chung một cái bịch. Đó, má bỏ vô tủ lạnh là không bao giờ nó mọc mầm được. Hai đứa nó kỵ nhau. Phải không đó? Nó kỵ nhau đó, mọc mầm không nổi luôn á. Thôi đi mấy người ơi. Tôi không có tin mấy người được đâu. Trời ơi, ông, con trai. Con trai phải rồi, con trai. Nhưng mà con trai làm gì mà biết cái vụ mà bảo quản mà đồ ăn như vậy đâu. Con trai của má, má không tin tưởng con gì hết trơn á. Đây nè. Sao? Con, tại sao con biết không? Sao? Đây, trên đây. Trên đây người ta chỉ hết trơn nè. Ừ. Đó, má thấy không? Để con mở cho má coi nè. Đây. Đó. Đó mới đây không? À. Đó hai cái táo kẹp chung với lại khoai tây. Ừ, rồi mình bỏ vô cái mình giếp nó lại. Giếp nó lại. Mình bỏ vô tủ lạnh. Không bao giờ nó mọc mầm nổi. Bữa nay con trai tôi giỏi thiệt ta. Biết được biết kiếp vậy không? Mà má cứ tưởng đâu là con coi cái này là con coi cái gì đâu, không phải cái đâu có về con trai của má biết coi ba cái vụ bảo quản đồ ăn này đâu. Giỏi dễ sợ. Con đi học hỏi để là mai mốt con chỉ lại cho má mà. Rồi. Yeah.